Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài Diện tích hình bình hành trang 103-104 của sách giáo khoa toán lớp 4. Ở đây thì các em hãy nhớ cho cô cái công thức để tính diện tích hình bình hành, tức là các em sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Vậy độ dài đáy là gì? Hai cái cạnh mà đối diện song song với nhau. Ví dụ như chúng ta nhìn vào trong hình bình hành ABCD này, thì hai cạnh AB này song song với CD, thì hai cạnh này người ta gọi đây là đáy, được chưa? Hai cạnh đáy đấy, người ta có thể nói đây là đáy này đấy, được không? Đây là đáy. Thực ra cái này thì cũng có thể gọi là đáy bởi vì độ dài của hai cái này bằng nhau. Tuy nhiên thì đáy thì người ta hay đáy là nó nằm ở dưới, đúng không? Được rồi, như ở đây thì người ta nói DC là đáy của hình bình hành đấy. Cái cạnh ở phía dưới này là cạnh đáy. Như vậy chiều cao thì các em sẽ lấy hạ một đường vuông góc từ cái đỉnh trên này. Các em hạ đường vuông góc xuống cái đáy DC thì chúng ta được chiều cao. Như vậy các em sẽ lấy đáy DC, độ dài của đáy DC, các em nhân với cái chiều cao này thì sẽ ra được diện tích của hình bình hành. Được chưa nào? Đấy, nhớ là hai cái đấy cùng đơn vị đo, được không? Nhìn vào cái hình phía trên này, ví dụ cô nhìn hình phía trên thì cô sẽ có đáy là cái cạnh này, đáy là cạnh này, đấy độ dài cạnh này. Vậy chiều cao thì từ cái điểm này này, các em dùng eke, các em hạ một đường vuông góc xuống. Đây, các em hạ đường vuông góc xuống thì chúng ta sẽ được đây là chiều cao. Như vậy, các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao thì sẽ ra được diện tích của hình bình hành. Và nhớ là trong khi mà chúng ta tính diện tích hình bình hành lấy đáy nhân với chiều cao thì độ dài đáy và chiều cao phải cùng một đơn vị đo. Nếu chưa cùng đơn vị đo thì các em phải đổi về cùng đơn vị đo chúng ta mới làm được nhé. Ta có bài tập số 1. Yêu cầu các bạn tính diện tích của mỗi hình bình hành sau. Cô đặt tên hình bình hành này là hình bình hành A, hình này là hình B và hình này là hình C. Đấy. Như vậy, ta sẽ có như sau. Bài 1. Diện tích hình bình hành. Diện tích hình bình hành. Ở hình A. Hình A, các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao. Ở đây cùng đơn vị là cm rồi. Như vậy các em lấy 9 nhân với 5 thì nó bằng 45 cm². Đơn vị diện tích thì nó sẽ có số 2 ở phía bên trên, góc trên ở phía bên phải. Diện tích hình bình hành ở hình B. Đây là độ dài đáy. Đây là chiều cao. Như vậy các em sẽ lấy 13 nhân với 4. 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 4 x 1 là bằng 4, nhớ 1 nữa bằng 5, 52 cm². Sang diện tích hình bình hành C, thì ta có hình C, hoặc là hình số 3 đấy. Đây là độ dài đáy, đây là chiều cao, người ta đã hạ vuông góc đây cho các bạn rồi. Thì các bạn lấy 7 x với 9 bằng 63 cm². Như vậy ở bài số 1, đáp số của chúng ta bằng 45 cm², 52 cm² và 63 cm². Đáp số. Và 63 cm². Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng một chút làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Chuyển sang bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn
tính diện tích của hình chữ nhật và tính diện tích của hình bình hành. Tính diện tích của hình chữ nhật này và tính diện tích của hình bình hành. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật thì các em sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây cùng đơn vị là cm rồi. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm luôn diện tích hình chữ nhật. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật, các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Như vậy bằng 50 cm vuông. Sang câu B, chúng ta có diện tích hình bình hành. Muốn tìm diện tích hình bình hành thì các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi. Như vậy cũng là lấy 10 nhân với 5 bằng 50 cm vuông. Đáp số ở đây đều câu A cũng là 50 cm vuông và câu B cũng là 50 cm vuông. Hai hình này có diện tích bằng nhau, đúng không nào? Đáp số câu A 50 cm vuông. Câu B cũng là 50 cm vuông. Những bạn nào chưa xong, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Trong bài tiếp theo, bài tập số 3, yêu cầu các bạn tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 4 dc và chiều cao là 34 cm. Độ dài đáy 4m và chiều cao 13 dm. Các em chú ý, trong công thức tính diện tích hình bình hành, các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao nhưng mà phải cùng đơn vị đo. Ở đây đơn vị đo khác nhau nên chúng ta phải đổi về cùng đơn vị đã. Bài 3A, các em sẽ đi đổi là 4 dm. Các em đổi đưa về cùng đơn vị cm, 4 dc thì bằng 40 cm. Như vậy chúng ta có diện tích hình bình hành là 4. Em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao để cùng đơn, nhưng mà nhớ là phải cùng đơn vị đo nhé. Chưa cùng đơn vị đo thì phải đi đổi đấy. 40 nhân với 34 thì kết quả của ta bằng 1360 cm vuông. Ở câu B, câu B nhìn qua thì chúng ta thấy đơn vị nó cũng khác nhau. Đơn vị khác nhau, một cái là mét, một cái decimet. Các em phải đổi về cùng đơn vị đi. Ta đưa về cùng đơn vị là decimet nhé. Đổi 4m thì nó sẽ bằng 40 dm. Đơn vị độ dài liên tiếp nhau thì hơn kém nhau 10 lần. Còn trong đơn vị diện tích thì hơn kém nhau, liên tiếp nhau hơn kém nhau 100 lần. Đấy. Như vậy chúng ta có diện tích của hình bình hành này sẽ là 4 dm. Kem lấy độ dài đáy nhân với chiều cao. Kết quả của ta bằng 520 dm vuông. Đáp số câu A
là 1.360 cm vuông. Câu B 520 decimet vuông. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được cái bài diện tích của hình bình hành trong sách giáo khoa toán lớp 4. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu các bạn ở lớp của các em cùng vào xem kênh YouTube Minh Hạnh. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.